Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, đến với hội thi nghệ thuật quần chúng huyện Bắc Yên lần thứ 12 năm 2022. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho đội thi nghệ thuật quần chúng xã Tây Bằng gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Văn nghệ luôn là một tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta thêm yêu thương quê hương đất nước, là nguồn cổ vũ chúng ta trong học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc. Lời ca tiếng hát do chúng ta như trẻ lại, như sinh lại gần nhau hơn. Đội thi xã Tây Bằng hôm nay đến đây với hội thi được xin được phép gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi các tiết mục như sau: một, múa vui xuân thể do tốt ca nam nữ thể do tốt múa nam nữ thể hiện; hai, hát song ca giai điệu tổ quốc sáng tác Trần Tiến thể hiện A Sái A Phong; ba, múa những cánh hoa của núi rừng tốt do tốt múa nữ thể hiện; bốn, tấu sáo đối nhớ tình yêu thể hiện AC; năm là trình diễn trang phục dân tộc Mông; sáu là múa đôi ngày xuân xuống chợ biểu diễn A Phong thị giống. Và sau đây chương trình nghệ thuật của xã Tây Bằng xin phép được bắt đầu. Thank you.
Thank you.
Thank you.